Xin chào anh em nhé. Đây, đây là cái ví Apple, ví cứng mà tôi vừa nhận được từ bên shipper về. Đây còn nguyên hộp mà tôi chưa mở này. Ở đây nó có ghi này, mô tả đây này là Huawei Wallet, ví cứng. Đó. Đây là from này, from sender Hồng Kông. Cái ví này được gửi từ Hồng Kông về Việt Nam. Mà tôi vừa rồi tôi mua thông qua cái app của cái ví Apple trong cái đợt airdrop của cái tháng 11 năm 2022. Rồi, bây giờ tôi sẽ bóc cái ví này ra. Anh em lưu ý là mua một cái thì phí ship của nó đâu khoảng độ 5 hay 6 đô, 5 đô nhé. Còn quý vị mà mua từ hai cái thì miễn phí ship. Xịn sò chưa? Đây, đây là toàn bộ cái thông số này. Đây, để quý vị theo dõi cho dễ này. Ví này, Apple này. Đó, S1 nha. Đó, để quý vị nhìn cho rõ. Tôi sẽ bật cái đèn này. Ok. Rồi. Đó, đây là cái vỏ hộp thôi. Đây. Quý vị để ý này. Cái tem mác của nó này. Tem này phải còn nguyên này. Chưa hề bóc tách gì nhá. Đó. Cái tem. Đây, đây là ví Apple là S1 này. Cryptocurrency Huawei Wallet. Rồi, tiếp theo tôi sẽ mở tiếp. Cái ví này thì tôi mua trực tiếp nó vào $49, phí ship là 5 USD. Tôi sẽ lấy cái dao để tôi tách cái này ra. Thời gian ship thì khoảng độ 1 tuần, hơn 1 tuần, 10 ngày là quý vị có thể nhận được từ Hồng Kông về đến Hà Nội. Đây. Đó. Đây. Wow, xịn trò chưa? Đó. Mặt sau, mặt trước.
jack cắm sạc kiêm kết nối với lại máy tính. Đây là nút nguồn. Phía sau đây là cái camera. Còn đây là phím OK này. Phím Enter xác nhận. Phím di chuyển sang trái sang phải, di chuyển lên hoặc xuống. Và đây là cái dây để kết nối với lại máy tính. Để mỗi lần quý vị cập nhật phần mềm thì quý vị phải sử dụng cái dây này. Hoặc quý vị sạc pin thì quý vị cũng sử dụng cái dây này. Và đây là một cái phiên bản mới. Họ sử dụng cái cổng USB mini. Cái phiên bản cũ là vẫn cái jack cắm đời cũ. Rồi. Đó là toàn bộ một cái phím mới. Bây giờ tôi sẽ bật nguồn lên này. Bật nguồn lên và kiểm tra. Quý vị lựa chọn ngôn ngữ. Ở đây nó có hỗ trợ tiếng Việt nhé. Di chuyển chọn vào tiếng Việt. Rồi, cái phần này tôi sẽ vào cái máy tính để xác nhận. Rồi, thì cái phần reset lại và thiết lập một cái ví tôi sẽ làm vào một cái video sau. Đến đây tôi xin kết thúc video này.